Bay không? Không, không bay. Tao đếm tới 10 luôn. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Thôi mày con gù mà. 10 rồi đến nước em. Con điên. Đếm hết 10. Ôi. Ơ ờ, con gà. Gà à, nó tưởng đánh gà con. Nó tưởng đánh gà con, nó vật chim cu luôn các bạn. Nó lầy thịt. Rồi nó xé con cu. Trời ơi, nó giật chết luôn rồi. Hay lầy thì chứ. Em xin lỗi bạn gà nhé, không cố tình đâu à. Xin lỗi nha. Trời má ơi, nó tưởng vật gà con, nó bay ra quấn cu luôn. Ghê thiệt. Thua gà. Mặt còn ngầu luôn kìa. Tới giờ mà vẫn còn ngầu. Đến hết 10 rồi mà không bay. Xong mày rồi. Ôi lắm. Thấy nó con chạy hả? Con chạy hả? Tôi cắm đầu rồi. Con cua ngói nha các bạn. Đừng có nhây. Đừng có nhây với bạn. Ê kiến. Kiến à, vô bị kiến vàng nó đốt. Đừng cua ngói nha các bạn. Mày đứng trước, đứng yên. Vô ngay cái tổ luôn mà. Đó. Có được không? Đây nè. À. Đây. Rốt chết cha luôn á. Thấy được không? Còn đây. Để cất con này vô mới xử lý được. Đêm. Tôi đang mê cá. Ý, đập lên chúng người rồi đó. Đúng rồi đó. Đập lên chúng người á. Thẳng ngay đó luôn. Không được đập. Ừ. Con chích. Nó trong bụi này đúng không? Nó bắn đất lộn. Là cái kia. Nó bị băng qua được. Nhưng bây giờ nó còn sống hay là chết nằm luôn rồi? À. Bắn ở đây vô đó chết hả? Không, ăn cái kia. À, ăn đó ăn trống hả? Cách có mấy mét. Ủa em ơi. Để vô lụng đúng không? Đấy hả? Tôi xin. Cường bắn rớt chết các bạn. Ú, đã vậy. Muộn chích nha các bạn. Cường hạ con chích nè. Ngay cổ luôn. Trời ơi êm. Đi vô bắn cọng cọc rồi cuối cùng lụm chích ha. Đang đi vô con cọng cọc nó bay mà con này nó chạy. Đó không bạn. Con hít CNV2 nhá. Con hít V2 nha. Nên Cường đi test cây 2,5. Không anh em lại nói đều dỗm à. Ok ok. Đó. Ha, quá êm luôn rồi. Mọc quá. Đuối hả? À, dí đuối hả? À. Anh dí con gì đằng kia? Bánh con cọc. À. Rồi quá êm luôn. Bánh con cọc cọc nó bay. Thấy bài chiếc mới nhảy ra. Đuối bố, còn ấy con còn là lửa rồi thấy không? À. Con còn này không phải con còn lửa, không con dí. Chịu. Nhảy luôn, lập luôn, lập luôn, lập luôn. Rồi, nó nhìn đến mình rồi đó. Rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng. Ê, trúng rồi con. Đi. Bơi qua hả? Nó xuyên qua người đấy. Bơi không? Không. Nhìn cây này nha, lát nữa đi ra tìm. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Okay. Em sợ nó mất. Lát đi vòng qua. Cầu cái kia. Ok. Trúng rồi, trúng rồi. Lụm rồi nhưng mà sợ nó lủi thôi. Chắc không lủi được nữa đâu. Lủi cũng lủi ngay đó à. Ngay cây khô nha. Không em nghĩ bơi qua dễ hơn á. Ba viên mà còn sống nhanh. Nhảy lên tiếp đi. Thôi đi. Nhắn người sửa vào đây sau. Nó đầu á. Đâu không? Rồi làm đi. Em cũng thấy. Ý là anh buông em buông. Chết. Rồi
Êm lắm. Mày hả con? Nó ăn hai viên luôn á. Hai viên luôn á. Ui dồi, chơi Peter chơi quả này hóc em. Ôi sorry anh. Để em xuống lụm. Dạ. Dạ anh. Gân cò nha các bạn. Hai anh em bắn con nè. Tuyệt vời. Cái cỏ trúng một viên à. À viên chân nữa hả? À. Tuyệt vời. Tuyệt vời nha các bạn. Chú. Okay. ngáo luôn. Em tuyệt vời. Quá em à. Đây lồng đẹp ha. Quay được camera còn có 4% pin. Em mới thay pin. Lêu lêu. À, lồng mùa này đẹp quá. Ấy anh Cường đứng yên. Con đi trước đi. Một con rồi đó. Thế nó bay. Rồi con nó xong rồi. Rồi để nằm đi con mấy con cơ. Từ từ. Này con chim mèo đó. Con trước đây nha các bạn. Con đó. Con lộng con kia. Đâu rồi? Đúng rồi. Nghe ức. Chị béo. Chị béo nha các bạn. Hát Titan này. Nó thấy em rồi đó. Một con. Hơi đen. Rớt không? Quẹo rồi, quẹo ra hả? Hơi đen trên lá thủ. Xuyên con người rồi đó. Còn đấy xuyên con người chắc rồi. Xuyên từ đít lên. Biết đâu nó lên nó còn đầu trên đây. Ui đen. Đen ấy. Đâu cây này hay cây này? Cây này chứ. Thôi ăn xuống bắn. Phải kiếm cái góc khuất đó. Mày lấm ha ráng mà lấm. Khô mà. Khô. Cường hạ cu nhí nha các bạn. Bắn chi vậy lấm mấy không? Bên đây có con gì nữa. Em cu nhí. Này quên mang túi ba gang à. Chết. Túi đó thì mày bán làm gì à. Mày rất thẳng. Lắm. Đây còn người kia nữa. Đâu, có viên đâu. Đây rồi, kia. À, rồi. Tốt. Lật luôn một nữa. Té lông luôn rồi. Trời ơi, té hết lông luôn rồi. Con cưỡng anh Cường. Hay con sáo đá. Cường hạ được một con nha các bạn.
đúng không? Sáp đá. Nó to gấp đôi con kia luôn á trời. Rất thẳng luôn mà. Ôi uổng gỗ kiến nhỉ. Anh Cường. Bạn đó. Rồi bay luôn rồi. Chạy xe lại được ngon. Con này sao đá đúng rồi. Mà nó to gấp đôi con trên kia nha. Còn gì đây không biết nữa rồi. Đâu ta? Đâu chảo hay sao? Ủa đâu ta? Mình bắn rớt ngay đây mà. Đè các bạn. Một con nhéo à. Chào chào. Rình bị bịp mới bay lại. Cường bắn cuốn dí nè. Thấy chưa? Em thấy rồi nè. Rồi, lật rồi đó. Lượm đi. Nó nhảy xuống ruộng rồi nè. Ngay vừa chuối xuống á, ngay mấy tàu chuối khô á. Ngay mấy lá chuối á. Để em kiếm con chảo chảo để em làm luôn. Đó, ngay dưới á. Còn sống hả? Dí. Mừng cu nhí nha các bạn. Ôi tuyệt vời. Anh ném lên nó bay nữa nè. Gãy cánh rồi đúng không? Mừng cu nhí các bạn. Em bắn danh một con này. Một con thôi. Bắn này. Bắn danh một con thôi. À, anh bắn luôn đi. Không, con đang về lông rồi nè. Êm. Em đứng xuống nó không bay em đâu mà. Con đang ngủ kìa. Cho anh kia chạy qua đi. Con đen đen trong kìa. Ui. Anh đen. Hai này, hai anh cùng ngó nha các bạn, đỡ bắn này. Con đen quay. Ui. Bắn lên Cường sao à. Cường vừa bắn cu ngói trên dây điện đằng kia nữa các bạn. Căng sao? Căng thì kéo này kê mục tiêu của cái đỉnh của cái dây. Sao quá trời xa luôn nha. Từ đây lên dây điện kia. Mình nhắm cái mục tiêu vô đây. Mục cu ngói nha các bạn. Cầm đứng nè. Ừ, cầm nó ngang là cầm đây. Cầm cái má đây canh. Ngang vô cái má. Nghe tiếng cu gáy không? Ngói ngói, à cơm. Cái gáy trong nhà mới nhục nè. Lưu trên cây á anh Cường. À thấy rồi. Bay đi. Xong. Dí coi. Nó rớt rồi.
bắn chung khúc trên luôn á. Trời ơi, thế mà còn bay được các bạn, bắn chung khúc trên rồi mà. Hả? Không, nó đó, nó còn đi bộ kìa anh cơ. Còn nữa, còn một con nữa. Con kia đâu? Trong xa trong, phía trong có thấy không? Phía trong á. Đây, anh một cái. Thấy bắn đi. Ôi. Còn mất con này nha. Đó kìa kìa kìa. Đó, ngay ngay luôn. Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây chân. Đó. Vẫn con cua nhí nha các bạn. Thôi ông lượm đi, ông nhây quá. Lầy nữa. Đôi lời bày tỏ lòng, tấm lòng hả? À? Bày tỏ lòng thân thiết. Mất cái lại bố em, đỡ em không chết phát nào. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Bây giờ buổi chiều rồi nè. Hai anh em mình mới kết thúc chuyến đi săn. Hôm nay mình đi săn chung với anh Cường Nguyễn. Hôm nay anh em mình săn cũng ít nha. Ít. Làm bậy mấy con chim các bạn. Đây có cua nhí nè. Con này gì? Chim khách à. Chim khách. Sau đá. Với lại con cò. Con chích này con Cường vẫn là u nu luôn. Này chắc 4 lạng nha các bạn. Hôm nay mình bắn cây ná này nè. Nay hai anh em mình đều đi test ná hết trơn á. Anh Cường thì test cây cây này là CNV2 đúng không? 250. 250 nha các bạn. À, còn cây này mình được tặng nè, nay mình cũng đi test thử coi. Thấy nó cũng ok á. Đây các bạn. Hai anh em mới về nhà nè. Nên anh em mình quyết định làm món lẩu chim nha. Chim nấu với nấm, lẩu nấm. Bây giờ mình giặt lông mấy con. Vô đây hai anh em là đuối luôn á. Rồi đây là chim sau khi anh em mình đã sơ chế xong nha các bạn. Cũng khá là nhiều chứ nhỉ. Còn bên đây là nồi lẩu nè, nồi nước lẩu anh Cường chuẩn bị sẵn nè. Đó, hấp dẫn không? Đây, lẩu anh em mình nấu xong rồi đây. Đây, cho các bạn coi nè, quá hấp dẫn luôn. Đó. Trời ơi, khói bốc nghi ngút luôn nha. Đây có chim, có cà chua nè. Đó, đây dần là các loại rau. Nấm. Rau cải son. Đâu quá. Tối nhà cái này nó quay không được giống như kia. Chút. Một ngày, một mỏi. Đi đầu tiên bao giờ cũng ngon anh em ạ. Nguyên ngày hai anh em vất vả nha. Hôm nay hơi nắng nha. À, vô cái nữa đấy. Hôm nay... Nhậu con. Nhậu. Nhậu cô Đức. Nhậu với chú đi, vô. Vô. Tại coi anh em hôm nay có ngồi đầu nè. Đi có anh em đi tầm đi tầm. Mời anh em nha. Hôm nay hai anh em mình mỗi người uống hết 3 lít nước rồi đấy. Nhưng mà 3 lần nước suối là mỗi lần 4 chai. Mỗi lần 4 chai. Thằng 2 chai. Uống 3 lít. Nhưng mà bây giờ uống bia vẫn ngon nha. Làm bia vô. Bây giờ làm bia cho nó cân bằng. Thử cái này đi. Món lẩu chim của anh Cường. Em ăn cái này. Cái này là con cò. Con bún nữa nha. Dạ.
Được. Ngon. Ngon ta đâu? Đà. Đó. Đó. Này nấm gì anh Cường? Nấm rơm. Nấm rơm. Thì có nấm đùi gà nữa đúng không? Nói lên là có nấm rơm nè, nấm kim châm nè, nấm đông cô nè. Đông cô. Cái này gọi là lẩu nấm mà. Đủ các loại nấm luôn. Không hề tanh nha, cảm thấy ngon lắm. Hồi nay anh có khử với rượu mà, đúng không? Anh xào cái rượu trước. Xào cái rượu, khử rượu, cắn nước lên xong rồi mới cho vô nấm đầu. Ngon quá.